cơm bữa nay lấy bà này trong giọng đăng. Có hôm nào đăng là được cười. Tao không muốn lấy. Hai hộp lịch nè. Nó thấy to hơn. Đó, to hơn. Ở đây cũng thấy đẹp ấy. Con dài. Thank you.
hai chú lấy gì nào. Cái đấy là khả năng nó đưa vào lò hấp sấy. Không, nó để rán nó chưa. Sấy thì người ta mới hấp sấy xong rồi nó mới rán chứ. Nó được sấy cái đấy xong thì nó vẫy tạt tầm ra tầm. Không, nó còn hấp xe. Hấp đấy là còn hấp nữa. Thank you.
thôi.